À, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Đây là những cái cây cúc bi nè, Phú Tân, Thủ Đức. Sau khoảng 2 tuần mình rong lá. Rong lá thì nó ra lá rất là lớn luôn nè. Đây là cây Phú Tân nè ha. Phú Tân mà lá ra nó bự thiệt là bự luôn nè, bự chán luôn ha. Đó. Anh em xem đây. Lá Phú Tân mà thông thường ta thấy Phú Tân lá nó thon nhọn á, nó không có bự á. Đó, cây này á. Đây. Tết đôn xong á, cái nó ra mẳng không à. Đó, rồi lật mấy cái lá nhỏ nhỏ á, cái nó là lá mập không nè. Thấy trụ lũi á, bữa hổm lật thấy trụ lũi không? Đó, này nó ra này, một cây này thêm một cây nữa ha. Trong thời gian nó ra này, nó xịt sâu xịt bệnh á. Đấy. Đây cái Phú Tân ghép trên 10 năm á. Đó, nuôi chậu nè. Đế nó ăn chà. Đó, cây này trồng không có quấn rễ gì đâu á. Trồng gốc mai ghép suông à. Mà trồng lâu năm ở trong chậu nè. Đó, nó vẫn rễ nó đang trong chậu luôn ha. Đấy. Nếu mà còn trồng ngoài đất á, thì rễ nó còn dữ hơn nữa ha. Nên việc đó với những cây mà trồng lâu năm á, quấn rễ hay không quấn rễ thì không có quan trọng lắm á. Đấy. Chỉ 1-2 năm đầu thôi, một vài năm đầu người ta thấy nó đẹp á, chứ sau này lớn lên á, chúng ta quấn có cũ bằng cái chén này sao này chăng nữa, sau này thì cái gốc nó bự bằng cái chén thì nó cũng liền lại thôi. Đó, ban đầu chúng ta quấn để đẹp và sau này chúng ta trồng đắp mô ra xử lý ra nữa ha, nó thì để nó mới đẹp được. Đó, à, thấy không? Đấy. Không có quấn gì hết trơn á, mà để nó cũng một bề nè. Cái này nếu chúng ta đó chúng ta trồng mà trồng ở dưới đất mà đắp mô quá, đó là nó nơm lên. Giống như kiểu mai rừng, mai nguyên thủy á. Đó trồng không có cây nào quấn hết trơn á. Kiểu nó mọc á. Đó, nhưng mà những cây già, những cây lâu năm mọc ra mấy cây gò đó. Cây nào rễ nó cũng đẹp cả ha. Tự nhiên à. Đó, giống như cây Thủ Đức này ha. Đó, cây này là cây mai mọc ở đâu á. Đây, người ta bứng về đây. Đó, mấy chục năm trời á. Chậu chín tấc á. Chậu chín tấc à. Đế bích chậu luôn à. Tự nhiên á. Mọc trên cái gò gì đó ha, bứng ta đem về. Đó. Này hổm ung rong cọc lóc trơn á. Đó, bữa nay qua lại cho mọi người xem nè. Kính hết trơn nha. Cây mai mà có mấy chú nói lại ha, như cái gốc như cái vú sữa vậy. Bữa mình lặt lá rồi lũi hết trơn á, mình đôn lại á, hỏi cây vú sữa này bán nhiêu á. Đây, cái bữa mà hồi sau Tết đôn lại á, còn cây Phú Tân ở trong đây nha. Như cây này là mình bứng ra bứng xuống 2-3 lần luôn nè, bữa đốn cây sau này nè ha. Đó, nó ngã cái bứng lên đứt rễ dữ lắm á. Nên cái trồng lại dưới đất, đây là cây Thủ Đức trồng ở dưới đất á. Tết năm rồi bông nó mình nôi cho neo cho nó mười mấy ngày luôn á. Ở dưới đất thì không có suy á. Còn đây là siêu nụ á, siêu nụ thông thường thì lá chút chút không à. Đó, giờ rong lá ra, lá cũng bự bự không à. Siêu nụ dáng bay á. Bay dài lắm. Còn đây là cái cây Phú Tân á. Hổm trọc lóc hết trơn à, bữa nay à. Đó, ra đều hết trơn á. Phú Tân á, mức rượt ha. Hôm nay cây thỏ hương đây nè. Cái này thì lúc mình mua về á không được mạnh lắm. Đó, mà về đây mình dưỡng á, đây, dưỡng tứ từ từ á. Đó là những cái cây mà nó không có mạnh như thế này á, ghép mấy cái đầu cành ngoài này nè, để là ghép nó không có mạnh được á. Đó, mà phải nuôi từ từ. Cái này nhờ ghép thọ hương á nó mới được như thế này á, chứ mà ghép giảo có thể là nó sựng luôn à. Đây, muốn ghép giảo thì chúng ta phải để cho cái chột nó ra mạnh á.
Cái này thì cái ông chú bán này cho mình á, thì nó bứng dưới đất lên á, xong mấy tay cành là đóng, cắt ngang là đóng vô luôn á, đó không có thời gian chờ gì hết á, không được mạnh á, nhờ thỏ hương này này cái giống mạnh nó rước lên á, yếu yếu thì cỡ 1 tuần 2 tuần chúng ta xịt cho nó một miếng không bón lá. Coi như nó già nó làm nụ đẩy ra nè, mày là ghép nó già rồi ha, nó kéo nụ ra nhóc rồi, ghép vô mấy gốc mày già anh em thấy không đó, không dám thừa đâu ha, nó kéo nụ phải đi muốn mỏi mắt luôn à, tay cành uốn lượn vặn vẹo quá đó. Cái cây này á, ghép luôn nè, như con lạc đà vậy đó. Gốc rất là lớn á, mai vàng. Cây này thì khi mà ghép ta đem vô trong mát 3-4 ngày á, cho nó ráo cái bầu này đó. Trong thời gian này thì không có tưới phân á, trong thời gian ghép thì cũng không có tưới nước luôn đó. Tốt nhất là đem vô nhà ghép á, che mưa che nắng em vô nhà ghép là tốt nhất. Anh em xem kết quả ha, kết quả là sau khoảng 2 tuần rong lá ha. Bữa 5 tháng 5 lặt đây, rong là lặt lá khoảng 30% thôi á, nói chung lặt mấy cái lá chân thôi, chưa phải lặt trụi lũi nha. Đó là những cái cây làm nụ sớm đó, nó già lá sớm thì chúng ta lặt trụi nha đó, còn những cái cây mà nó non á, nó đã đọt non thì chúng ta lặt những cái lá già bên trong thôi nha, chứ không phải đè mà quất sạch á. Những cây nào mà làm nụ sớm quá, như ở trong nhà mình có mấy cây thỏ hương á, nó làm nụ sớm quá nó thì mình lặt thôi đó. Cúc bi à, đó bị mới giờ này mà trổ bông luôn nè, bông cánh rất là đẹp ha. Bây giờ chơi mấy dòng cúc này với mấy dòng giả quá, theo anh chung mà mình thấy cái hoa nó nhìn cũng hao giống nhau thôi ha, không có gì khác biệt nhiều lắm, giống như kiểu giảo bình lợi người ta nói giảo Thủ Đức zin á, với mấy cây Thủ Đức thì nói chung là hoa nó cũng gần á, 8-10-9-10 thôi. Thằng mai cúc này nó cũng vậy thôi á, nên đặt tên này tên kia thì nó nói chung là phân biệt này kia thôi, chứ mà nếu mà chơi á, thì chúng ta chỉ cần quan tâm là giảo cái đây cúc thôi á, cũng không cần quan tâm giống này giống kia làm gì. Còn sưu tầm mà ta sưu tầm á, thì cứ có giống này giống kia chúng ta cho nó khác biệt chút xíu, hoặc là sức sống này kia đâu ha, cành nhánh này kia đâu đó. Còn dạng chơi tết á thì còn không cần quan tâm lắm á, giống nào mạnh chúng ta chơi thôi đó. Như đây mình có nói chung là ghép cũng đủ thứ đó nha. Cúc bí phi á, này cúc 7 tầng, rồi cúc cúc bi, cúc hoàng đế, đủ thứ á. Nói chung đi làm đi thấy người ta làm gì mình cũng bắt chước làm theo á đó, mà trong thời gian nó đạt á thì mình mới bắt mình làm nữa, còn nó không đạt thì thôi sưu tầm giống thôi. Khi chừng như cái giảo Bến Tre với cái giảo Thủ Đức ha, cái giảo Phú Tân rồi đó, người ta chơi thì cái nào mạnh người ta lựa người ta chơi thôi ha. Là hoa thì lên chợ nó hao gần giống nhau á, nó gần giống á, chứ không phải là hoa giống nhau á. Đối với nhầm gốc lớn á thì mình chọn thằng thỏ hương nó dễ nuôi á, còn cái thằng mà trung nè đem vô nhà chơi thì mình chọn thằng cúc bi ghép á, gốc cái cụm tay cụm chân rồi đó, mini á, thì nó lên nụ là nó đã dữ lắm á, nó lên nụ là nhìn cái cây đó, khi mà bung nụ xanh á toàn là nụ không à ha, mình không có bị rụng nụ nữa. Còn mấy dòng khác thì mình cũng mới có, mình qua thử nghiệm một vài năm á, là cúc bi nè, cúc bi của Bình Định mà gốc xuông xuông á, không có gốc rễ gì trơn, về trồng á, đây trồng trong cái bồn đất nè, đây rễ nó ăn cắm xuống á, sau này rễ nó cũng đẹp á. Gốc này thì Bình Định đó, người ta trồng ta không có quấn rễ ra, ra để chuột người ta cắt đi ha.
những cây này, những cái cây gốc Long An á, được sửa rễ, sửa rễ sửa thân là trồng đắp mô đó ha, nên cũng tương đối. Đây là quý phi á. Này, cúc bi thì mình định ta làm nhiều á, đó, nó ra bông nè, chùm vậy. Nó dễ làm bông á, trong vòng chừng 5-6 tháng là làm bông lại được rồi. Đây, tháng này thì trời nắng rất là dữ á. Đây, nắng nhiều khi một ngày một mà nằm không quên tới ngày đó xào luôn á. Cái này đó có những cái cây này nào nằm cái chậu mà nó nhỏ quá ha. Chúng ta nên thay sang cái chậu nó bự hơn chút ha. Hoặc là dùng be lên á để mà giữ ẩm cho tốt ha. Đây, hôm qua mình mới làm cây Phú Tân nè. Đó, cây Phú Tân một ngày tưới có 3 cử. Tại cái chậu nhỏ quá ha. Này, thay vô chậu mới nè. Bự hơn á, từ 2 tấc 2 mà thay sang 3 tấc á. Nó vừa với cái cây luôn nè. Hôm nay tỉnh nè, trồng cây để chơi vui mà ta, với lại đa phần anh em chơi cây là anh em đi làm không à, đó ha, đó, đi làm không mà sáng ngày dậy tưới cho nó ăn cái thôi, rồi chiều về lên thăm nó ăn cái thôi ha, nó chứ ai không đâu mà sáng tưới trưa tưới rồi chiều tưới nữa ha. Đây đó, bỏ nó khô cái ngày là nó hư luôn à. Đây trồng cái cây như cây này của mình á, ghép 7-8 năm nè, hư có ngày một nó hư cây luôn ha, uổng lắm. Để vậy tha chậu nó cho nó bự đại đi ha, rồi chúng ta xử lý chất trồng mà cho nó rõ nước tốt á, bằng cách là lót lớp đá xanh ở dưới đáy chậu á, hoặc là lót vỏ trấu gì đó ha, cho mưa đừng có bị úng á. Cây này thì thọ hương á, đây chút mình đi kiếm cái chậu đẹp đẹp về mình thay luôn á. Vậy mấy chú tới vườn cứ chơi hoài á. Cây mua cái cây nhiều tiền mà không mua nổi cái chậu á. Còn cây đây ngày hôm qua mình thay nè ha. Ra bông luôn nè. Thọ hương á, ghép 4 năm đây. Anh em cùng theo dõi á, theo dõi là mình nuôi đến Tết như thế nào á. Nửa năm mà có bông chơi rồi nè. Khoảng chừng tuần sau á, có thể là bông, có thể là nhìn nó cũng sơm sơm rộ rộ lên á. Còn cái cánh bên đây á, cái bên đây là mình rong lá rồi mình uống sữa đấy. Bữa nay nó cũng lên ra đọt rồi hết rồi ha. Trong thời gian này thì chúng ta dùng thuốc sâu, thuốc bệnh nè. Đó, anh em nào giờ xài hóa học thì cứ xài á. Đây, còn năm nay mình mới bắt đầu mình xài sinh học thôi. Mình xài cái thằng nấm á ha. Đây, anh em nào làm có trồng chơi thì có thể là áp dụng á. Còn anh em nào trồng kinh tế á, đây thì khoan á. Này, kinh tế mà lỡ mà cái này mình dụ của mình, một cái vườn của mình á, nó có hư đi chăng nữa mà nó không có đạt á thì nó không có sao á. Còn vừa anh em mà anh em trồng kinh tế, trồng cơm gạo á, đó, anh em hư cái là nó ảnh hưởng nguyên một năm luôn rồi ha. Này, cứ từ từ á. Còn trồng chơi bọc hai cây á thì chúng ta thử nghiệm, thì nó có hư cây này người ta đi chợ người ta mua cây khác á. Đấy, thì mình xài ở đây là khoảng là gần 3 tháng rồi ha. Nó dứt hẳn bọ trĩ, sâu thì là nói chung là 3-4 ngày con bướm nó lại nó đẻ đó, thì nó nở ra cần sâu nó ăn vô thì nó mới chết á, ăn cái lá mà có nấm đó thì nó mới chết, chứ nó không phải là dạng thuốc sâu mà xịt trúng vô da ăn sâu là nó rớt liền á. Kết quả cho anh em xem á. Đấy, khi mình rong lá mình uống sữa cành rồi ha, chúng ta có uống sữa đặt tay uống sữa thời điểm này á. Đó, mình thấy mấy anh bạn mình á ở Thủ Đức, ở Biên Hòa, ở Bình Dương rồi ha. Đó, uống sữa mai là uống sữa vào cái tháng 5, tháng 6 này nè. Đó,
lúc mà cái đọt này ra nó còn non á đó. Đó người ta uống sữa đó, ha. Đó mình đi mình thấy vậy, mình về mình nói mấy chú á, lúc này ở trên thành phố người ta uống sữa hết rồi, mấy chú là từ tháng 9 tháng 10 uống ầm ầm gì đâu đó, nhưng mà mình thấy tháng 9 tháng 10 uống nó bị sượng á, lên chợ nở không có ra hồn ra ôm vậy đó. Đó tại sao có người nói mai không sữa thì nở đẹp á. À, thì đúng rồi, mai không sữa thì không có bị chai sượng á, nhưng mà không sữa thì nhánh không có đẹp á, phải chỉnh sữa thì nhánh nó mới đẹp. Mà chỉnh sữa vào giai đoạn nào á, chỉnh sữa vào cái lúc mà tháng 5 tháng 6 âm lịch này nè, nó lúc nhánh nó còn non á, nó chưa có làm nụ, nó không có bị dập á. À, còn khi mà nó tháng 9 tháng 10 nó vô nụ rồi ha, nó có người thử sữa tháng 10 âm lịch á, lúc đó tháng 12 tháo ra dây nó chưa có theo đó, tháo ra cái nó lỏng bỏng mà. Nói chung là đi ra ta thấy cái gì hay của người ta học á. À, có người nói tháng 5 ta rồi tháng 9 tháng 10 mới vô dây á. Đây 9 tháng 10 vô dây thì thấy đi chợ bán thì mai nở không có đạt á. Nhưng mà năm nào người ta cũng làm như vậy cả. Năm nào người ta cũng cỡ tháng 9 tháng 10 á. Đó người ta mới vô dây đồng loạt á. Đó nhưng mà nói chung là vô thì bán cho thương lái thôi. Chứ mấy chú mà tự vô nhôm cái cây mà xách đi chợ bán thì một vài năm là biết rồi ha. Đó. Khi thấy người ta làm sao thì mình cũng bắt chước làm vậy, mà người ta làm bậy mình cũng làm theo á. Như ở Thủ Đức á, người ta làm chứ kiểu cơm gạo á. Đây. Cây người ta bán giá trị rất là cao á, chứ cũng chung một cây, cây người ta bán 1 triệu á, còn cây chúng ta ở vùng quê bán chỉ có 500 ngàn thôi. Đó. Mà ở Thủ Đức á, mà giả thuyết người ta nở đó là làm nở rất là đạt á, cây nó không có bị chai sượng. Nói cho mà năm nào thời tiết nó cực kỳ khó khăn đi thì nói chung vẫn nở được á, chứ không phải giống như vùng mai của Bến Tre đó, năm nào khó khăn cái là điếc ngắt hết trơn à. Còn thuận thì nó thuận đều á, nhưng mà thuận thì nở cũng không lợi Thủ Đức ha. Thọ hương á, mấy cây nè, Phú Tân hỏi mình rong lá nè ha, rong nó trọc lóc, bữa nay nó ra lại nè, thiếu điều muốn rong lại cái nữa ha. Phú Tân à ha, hổm thấy trống lóc à, nay kín mít trần à. Đó, hai tuần trước làm thì giờ nó như thế này á. Cây này hổm cũng trọc lóc á, nay nè kín nó trần à. Cây này thì em yêu nhà chuẩn bị ghép á. Đấy, cắt nè, nó chưa có gom nè, 3-4 bữa nữa nó gom lại thì dập tại nhánh già, nhưng những cái nhánh non thì chúng ta ghép lúc nào cũng được á, cắt xong ghép liền cũng được, còn nhánh nó già chúng ta để cho nó trào nhựa lên á, ghép nó dính mạnh á. Rồi một vài chia sẻ cùng với mọi người về cái tình hình lặt lá rong lá nè, như cái đại lộc này ha. Đó lặt bữa nay nè bắn đọt phượng phượng luôn á, hay lặt lá rong lá xong mà xịt cho nó một cử phân bón lá, xịt một lần thôi chứ không phải xịt luôn luôn á, nó xịt lần cho nó giọt đọt ra thôi, giọt đọt đều á. Chúc mọi buổi sáng tốt lành á, hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Xin chào. Cái này ghép này nó cũng lên hết rồi nè. Đó, ghép thì nó nhún như thế này á. Đó, chúng ta tháo hơi thôi. Như này lúc trước tháo hơi nè. Đó, khi nó mạnh thì chúng ta giật hẳn ra luôn á. Đó, lúc mà nó chưa quen với điều kiện bên ngoài á, chúng ta giật ra thì nó sẽ bị cháy lá đâu ha. Không sao đâu. Đó, cháy hết được lá đó là thôi, nó khỏe cây rồi. Đây. Nói chung là làm thì nó có nhiều cái nhỏ, nhiều cái nhỏ nó gom lại thì nó mới thành cái lớn á. Đó, nhiều cái mẹo nhỏ. Cứ tích góp cái một chút ha. Xin chào.